Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày mùng 3 tháng 6 đến ngày mùng 9 tháng 6. Tuổi Tý phải cẩn thận hết sức với thiên hình và tiểu hao hung tinh cùng lâm vận. Ngoài vấn đề tiền bạc, bản mệnh cũng gặp khá nhiều rắc rối trong chuyện gia đình và công việc. Tuổi Sửu, công việc dễ gặp trục trặc, vô cùng bận rộn, không có thời gian ngơi tay, tình duyên khởi sắc nhờ tam hội nâng đỡ. Tuổi Dần, chú ý tới sức khỏe, hạn chế thức khuya, thái âm nâng đỡ công việc của bản mệnh cũng khá thuận lợi. Tuổi Mão, vô cùng may mắn khi nhận được may mắn từ dịch mã cát tinh, phương diện tài lộc và công việc đang có những tiến triển rõ rệt. Tuổi Thìn, được thái dương nâng đỡ và có quý nhân dẫn lối, bản mệnh có cơ hội thăng tiến, ký được hợp đồng lớn. Tuổi Tỵ, thái tuế hung tinh khiến bản mệnh gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, cẩn thận hết sức với hạn tiểu nhân. Tuổi Ngọ, công việc may mắn nhờ tam hội chiếu cố, vận khí hanh thông. Tuổi Mùi, thiên cầu hung tinh khiến Mùi dễ gặp họa từ lời ăn tiếng nói, lại thêm hữu bật đi kèm nên làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Tuổi Thân, nhờ thiên đức cát tinh nên tuổi Thân hoàn toàn có thể tự tin về độ may mắn của mình trong công việc, tiền bạc. Tuổi Dậu, bạch hổ hung tinh làm chủ tuần này, bản mệnh gặp nhiều trắc trở, khó khăn đặc biệt với những bạn mới nhận việc hay phải đi công tác xa. Tuổi Tuất, gặp phải hung tinh đại hao nên tuần này mất khá nhiều tiền nhưng may mắn có giải thần cát tinh nên công việc có nhiều khởi sắc. Tuổi Hợi, thiên vụ cát tinh nâng đỡ giúp Hợi có động lực và bước nhanh hơn, nhưng cũng nên cẩn thận với tác động mà tiểu hao mang lại.